Auto Animal Chess là tựa game mang màu sắc đáng yêu của những loài động vật bé nhỏ và đặt chúng lên bàn cờ, đang được cộng đồng quan tâm. Được nhà phát hành Hatsune Game vừa cho ra mắt cách đây không lâu. Những tưởng đây sẽ là một tựa game auto battle nữa ăn theo các sản phẩm tương tự trước đó, nhưng đối với tựa game này, nhà phát hành đã khẳng định sự khác biệt vô cùng to lớn của Auto Animal Chess, sở hữu một lối chơi cực kỳ lôi cuốn, đủ để các game thủ say mê hàng giờ liền. Auto Animal Chess có giao diện màu sắc rực rỡ không hề kém cạnh các tựa game khác. Các chủng loài động vật được chia thành nhiều hệ khác nhau, mỗi hệ lại khắc chế và hỗ trợ lẫn nhau mà không hề bị mất cân bằng, đúng như những gì mà nhà phát hành đã khẳng định. Ngoài lối chơi PvE, tại đây các game thủ còn có thể tham gia PvE cùng anh em bạn bè. Nhiều người đã câu hỏi Auto Animal Chess có thể xóa ngôi đấu trường chân lý hay Auto Chess trong thời gian tới hay không. Điều này còn phụ thuộc nhiều vào những bản cập nhật sắp tới đây. Nhìn chung với đồ họa tinh tế, các cảnh chiến đấu mượt mà và chi tiết, thông qua các mô hình 3D hoàn toàn mới, game sẽ đưa người chơi nhập vai vào một thế giới giả tưởng của các quân cờ động vật dễ chơi, tiết tấu nhanh hấp dẫn. We'll be right back.